Xin chào quý vị trở lại với kênh Đồ Gỗ Hoàng Cường. Hôm nay ngày 22 tháng 8 2022, Đồ Gỗ Hoàng Cường lại giới thiệu tới quý khách hàng một sản phẩm nữa. Đó là chiếc tủ rượu gỗ đỏ 100%. Mời quý vị cùng xem. Mẫu này có tên gọi là tủ rượu Louis nhá quý vị. Kích thước của nó là bề ngang 1m4, chiều sâu 50 và chiều cao là 2m1. Với 3 ngăn 1, 2, 3 3 ngăn. Kính cường lực thì mình cắt 8 ly. Tủ mẫu tủ rượu này, tủ Louis thì nó là dạng lượn cong nha quý vị. Đây, quý vị đứng sang bên hông này, xích sang đây. Đây quý vị có thể thấy này, cái này mình cong 3 hướng nhá. Cong bên hông và cong mặt tiền và bên kia nữa, tức là cong 3 mặt. Đây quý vị có thể thấy này, lượn cong một mặt này, trên này này, dưới luôn, lượn cong luôn. Đấy, chỗ này nó sẽ ôm cua kiểu dáng Louis ôm sang đây. Đây quý vị có thể thấy tủ rượu cong này thì nó có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là rất là mềm mại, thứ hai rất là tinh tế nha quý vị. Khi mà mở ra này, đúng không, ngoài sự trưng bày rượu ở đây để trang trí cho phòng nhà mình đẹp á, thì nó còn có thêm những cái đường điểm nhấn riêng. Đó là hai hộp kéo cũng lượn cong theo luôn. Nguyên một cái tủ này quý vị có thể thấy này, hai hộp kéo lượn cong theo. Điểm nhấn chính là mình trưng rượu rồi, nhưng mà những cái điểm nhấn phụ đi kèm cũng không kém phần quan trọng. Đó là những cái đường cong của cây tủ rượu. Quý vị có thể thấy là cái hộp kéo này mình lượn cong này, rất là dày nhá. Đây em quay lên đây để quý vị có thể thấy này, để mà lọng được một miếng đường cong như vậy này, là cái cây gỗ của mình nó phải dày gần 4 phân. Đó, nguyên một tấm gỗ dày 4 phân này, lọng đường cong mềm mại cho quý vị thấy này. Đó, giờ mình đóng vào nhé. Ok, đóng vào này. Rồi tiếp theo đến phần dưới của cây tủ, cũng vẫn là hai cái cánh cửa dưới luôn. Hai cánh cửa chính thì mình sẽ chạm hai bông hoa mai và dàn triện xung quanh. Đây là hai chậu mai nhá. Đó, quý vị có thể thấy rất là tươi mát. Đây là bên trong của cây tủ. Đấy, quý vị có thể thấy là rất là sạch sẽ này. Mình sơn trong sơn ngoài, kể cả cái mặt lưng này luôn. Đó, rất là sạch sẽ luôn, bảo đảm chất lượng để quý vị có thể nắm được. Bản lề này, quý vị có thể thấy này, bản lề này rất là chắc chắn luôn. Bản lề với kích thước của cái khung cánh này ấy, thì là 2 phân rưỡi, ván là 1 phần 3 nha quý vị. Nhưng cái ván lượn cong ấy, thì nó sẽ dày hơn, nó phải 4 phân thì mình mới lọng cong được. Đây quý vị có thể thấy ở dưới này thì mình sẽ chạm bông cỏ lúa đi lên nhá. Phần vai này thì dày 2 phân rưỡi luôn nha quý vị, cũng được lượn cong ôm theo nhá. Cái điểm nhấn chính của cây tủ rượu này là rất cong và mềm mại nhá, rất thích hợp cho những người nào mà có yêu cầu là hoa mỹ. Đây rất là đẹp, rất là hoa mỹ luôn. Rồi phần trên nóc tủ á, thì mình sẽ chạm một cái hoa lá tây cong. Cái hoa lá tây này thì mình cũng dày 2 phân rưỡi luôn. Đấy, mình chạm. Chiếc này là cong nhá, chứ không phải là mình uốn đâu. Mình lọng từ nguyên một khúc gỗ ra đấy, chứ không phải là mình uốn đâu nhá quý vị. Đấy. Phần khung xương chính của cây tủ á, thì đây. Phần khung xương chính của cây tủ nó sẽ là 4 phân và 5 phân. Đấy, gọi là cây trụ chính cũng được. Quý vị có thể thấy này, dày 4 phân, sâu 5 phân. Đó, mình đắp hoa lá tây trên này. Ở dưới này thì mình để đơn giản thôi, thì tạo điểm nhấn chính vào những cái hoa lá tây. Dưới này thì đơn giản này, sẽ có đây một cục hoa lá tây và dưới này một cục nữa. Tổng là mỗi một cái cột là sẽ có 3 cục hoa lá tây nha quý vị. Đó, sẽ có 2 cái cột chính. Quý vị có thể thấy là phần bên hông của nó cũng rất là tuyệt vời này, lượn cong. Đó, để mình xoay lưng cho quý vị xem, mặt trước mặt sau đều đẹp như nhau luôn. Mời quý vị cùng ngắm này, mình sơn sạch sẽ luôn này, sơn sạch sẽ phần lưng. Rồi đó, sơn sạch sẽ phần lưng, gỗ là không có tì vết gì luôn. Quý vị có thể nhìn thấy mặt sau là trắng đẹp như mặt trước luôn, cực kỳ sắc nét. Mặt sau cũng rất là bông vân nha quý vị. Đấy, sơn lên này, mời quý vị cùng ngắm. Rồi bây giờ mình sẽ xoay lại phần chính cho này, mình đo phần lọt lòng ở bên trong của cái tủ rượu để quý vị có thể nắm được này, để xem là phần trong nó rộng như nào,
và trưng được khoảng bao nhiêu chai rượu để quý vị có thể nắm được nhé. Ở trong này thì sẽ có 3 ngăn, ngăn bệt này, ngăn 1 và ngăn 2, hoặc là gọi sao cũng được. Thì mình sẽ kích thước của nó sẽ là 31. Quý vị này có thể thấy này, 31 này, lọt lòng này. Chiều dài của nó thì hơn 1 mét nhá quý vị. Mình đo phần giữa thôi. Đó. Sâu 31. Dài là 1m05. 3 tầng. Bên trong nó có gương phản ra, khi mà trưng chai rượu lên á thì nó sẽ phản hình ảnh ra thì nhìn rất là đẹp, là sắc nét nhá. Rồi, mình sẽ đo chiều cao này. Cứ chiều cao một ngăn là sẽ là 36 phân nha quý vị. Đó, 36 phân. Rồi, ok, 36. Rồi, 36 luôn. 36, 36, 36. Đó, nên là quý vị có thể thấy là rất là rộng rãi và thoải mái. Đây, rồi mình sẽ đóng lại. Dòng này mình làm bản lề giả cổ rất là đẹp nha quý vị. Đây, quý vị có thể thấy này. Nó giả cổ nó rất là đẹp. Một cánh cửa thôi mà mình làm ba cái bản lề. Quý vị có thể thấy là nếu mà ba cái bản lề ấy, mà số lượng vít bắt như vậy á, nó thực sự nó ôm rất là chắc chắn luôn. Nên là về chất lượng kỹ thuật thì quý vị có thể là yên tâm, hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì. Rồi, tiếp theo sẽ đến là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, sẽ là báo giá của chiếc tủ rượu này. Với một chiếc tủ rượu 1m4 lượn cong Louis này, chất liệu gỗ gõ đỏ 100%, sơn hoàn thiện và cắt kính hoàn thiện 8 ly, mài lá hẹ, thì bên đồ gỗ Hoàng Cường giao với mức giá là 24 triệu nha quý vị. 24 triệu với chiếc tủ rượu gõ đỏ 100%. Tủ rượu Louis gõ đỏ 100% nha quý vị. Ngoài cây tủ rượu Louis gõ đỏ 1m4 này ra, đồ gỗ Hoàng Cường còn hai sản phẩm nữa. Quý vị có thể theo dõi ngay trực tiếp tại đây. Đây, xin mời quý vị. Hàng này thì mình đã hoàn thiện cho khách rồi. Thì tiện đây thì quay giới thiệu cho quý vị cùng xem luôn. Đó, đây là cái tủ rượu Louis 1m2. Quý vị có thể thấy 1m2 nhá. Đây là hàng vuông. Ok. Rồi tiếp theo, trước mắt quý vị là cây tủ rượu vuông 1m6, thì mình cũng chạm hoa văn rất là nhiều, rất là sắc nét. Rất mong được sự phản hồi của quý vị khán giả gần xa để ủng hộ sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Hoàng Cường. Mọi người có thể subscribe kênh YouTube của đồ gỗ Hoàng Cường để đón chờ những video tiếp theo, hoặc liên hệ với đồ gỗ Hoàng Cường điện thoại 0933 395 673 hoặc fanpage đồ gỗ Hoàng Cường. Rất cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.